tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi dần chưa có dấu hiệu tích cực nhiều biến động khó lường. Tử vi tháng 6 âm lịch cho biết người tuổi này được dự báo phải tiếp tục chịu những thách thức từ số mệnh khi mà vận khí tháng mới có phần ảm đạm chưa thấy dấu hiệu thật sự tích cực nào. Nguyệt lệnh lâm tử lại có cả thiên hình cản trở con giáp này sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong công việc vận khí trong tháng có phần khá ảm đạm. Các kế hoạch tiến triển chậm hơn so với dự kiến hoặc bị người khác ngờ vật khiến tinh thần của bạn dễ bị lung lay. Dù có nhiều dự định trong tháng như bản bệnh trở nên nung nóng, mãi cần nhắc và sắp xếp các kế hoạch sao cho kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định lớn. Trong tháng 6 âm lịch này, người tuổi dân bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần bê chảy. Việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát, đã thế thì những chủ hộ lại còn gặp đủ chuyện xô xẻo bất cứ khi nào và khó có thể lường trước được. Thu nhập cũng vì vậy mà không được tăng lên, việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải thận trọng trong tháng này. Ảnh hưởng của phận khỉ xa xúc nên chuyện tình cảm của người tuổi này cũng không được tốt cho lắm. Mọi việc tiến triển theo chiều hướng bạn không thể suy đoán trước. Một đống hỗn động hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin. Người có đôi hãy nói rõ những nỗi giận hờn nghi ngờ của mình với đối phương để cùng nhau thảo gỡ vấn đề. Tình trạng sức khỏe của người tuổi dần vào tháng 6 âm lịch này vốn có thể duy trì ở mức ổn định, nhưng do áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến cho bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, quậy quậy, làm việc thiếu tập trung. Bạn mệnh trở nên để mình rơi vào tình trạng căng thẳng quá lâu, nếu có thì nên sớm tìm cách giải tỏa áp lực. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2023 của người tuổi dần luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp bản mệnh người tuổi dân bước sang tháng 6 âm lịch có rất nhiều việc phải đau đầu và tìm cách giải quyết trong tháng này do vận trình có dấu hiệu xa xúc làm thế nào để đạt được mục tiêu thăng tiến trong công danh sự nghiệp vẫn là một bài toán khó đối với những chú hộ vào thời điểm hiện tại Chiều ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử công việc trở nên trì trệ lúc nào cũng có cảm giác thiếu thời gian để hoàn thành hoặc làm nhưng không đạt được kết quả như mong đợi nhiều biển động bất lợi buộc người tuổi dân phải quay cuồng điều chỉnh kế hoạch trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình dù vẫn có những tính toán trước nhưng công việc tiến triển khá chậm còn giáp này khó tránh bị nghi ngờ về năng lực cho dù trước đó bạn có làm tốt ra sao, chỉ một sai sót cũng khiến cho người khác đặt câu hỏi về khả năng. Điều này khiến cho tinh thần của người tuổi dân cũng rất dễ bị lung lai, bể tắc. Lại thêm cả hung tin, thiên hình tác động, còn giáp này dễ mắc phải những sai lầm không kiểm soát được cảm xúc của mình mà hành động bốc đồng trong khi mất bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị trí cao thì càng phải giữ cho mình một cái đau lạnh bởi chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Để hạn chế tình trạng xa sút nghiêm trọng hơn, bạn nên làm việc theo đúng kế hoạch đã định sẵn và giữ vững lập trường cho mọi việc sẽ sớm có khởi sắc. Dù có nhiều dự định trong tháng như bản mệnh trở nên nung nóng mà hãy cần nhắc sắp xếp các kế hoạch trao cho kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Những ai có ý định nhảy việc trong giai đoạn thẳng kỷ môi cũng nên cân nhắc kỹ càng. Đó có thể không phải là quyết định khôn ngoan ngay tại thời điểm này. Bạn nên đánh giá lại nguyên nhân khiến cho bản thân muốn thay đổi. Nếu chỉ vì lý do công việc hiện tại lường thấp hay cảm giác chán nản, khuyên bạn đừng nên vội quan quyết định. Có câu vạn sự khởi đầu nan, bạn sẽ cần phải có thời gian trải qua thăng trầm, phấn đấu thì mới mong được ghi nhận và gặt hái nhận thành quả xứng đáng. Một khi bạn đã dốc hết sức mình để cống hiến thì đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. 2. Luận về phương diện tài chính Phương diện tài lộc trong tháng 6 âm lịch này do sự tràn ép sức ép của nguyệt lệnh lâm tử nên phận trình của người tuổi dân đi xuống rõ rệt trong khi bản mệnh đang phải lây hoay với những rắc rối trong công việc tìm đủ mọi cách để cải thiện thu nhập thì tiền bạc thất thoát theo những cách rất khó hiểu. Người tuổi này bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiểm tiền có phần bê chạy. có thể do mất phương hướng trong công việc, cuộc sống là lý do khiến bạn tới giờ vẫn chưa thể tìm ra con đường đi riêng cho mình nên tài lộc, tài lộc khó tụ. Việc chi tiêu có phần vượt khỏi tầm kiểm soát, đã thế thì những chủ hộ còn gặp phải những chuyện xui xẻo bất ngờ do tiểu hào nhập mệnh nên khó có thể cân đổi được thu chi thu nhập vẫn vậy nhưng chẳng đủ đâu vào đâu việc kinh doanh hay đầu tư đều cần phải cẩn trọng hơn trong tháng nay đặc biệt là khâu lựa chọn đối tác làm ăn đôi khi biết về nhau thôi chưa đủ bạn vẫn nên dành thêm thời gian tìm hiểu về đối tác từ đó đưa ra những phản đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Nhìn chung, tình hình tài chính vẫn còn bấp bênh, chưa thể ổn định được ở giai đoạn này, đòi hỏi bản mệnh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Lưu ý, người tuổi dân cũng nên hạn chế tiến hành những việc vay mượn thể chấp trong tháng. Nhất là cho người khác mượn giữa danh nghĩa của bản thân, kẹo rất dễ bị lừa gạt. 3. Luận về phương diện tình cảm Phương diện tình cảm của người tuổi dân cũng có những vấn đề khiến cho bạn phải đau đầu. Chuyện tình cảm đứng trước nhiều thách thức, mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng bạn không thể suy đoán trước. Một động hỗn độn đang chờ đợi con giáp này, bản mệnh có xu hướng trở nên đa sầu đa cảm hơn trong tháng nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh nên tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu dần da có tác động lên tâm lý của người bên cạnh tình yêu muốn bền chặt thì cần phải có lòng tin người có đôi hãy nói rõ những nỗi nghi ngờ của mình với đối phương để cùng nhau thảo gỡ vấn đề còn với những người độc thân nguyệt lệnh tác động nên bạn có phần thu mình không muốn giao tiếp xã hội bạn muốn dành thời gian cho bản thân mình hơn là tham gia những cuộc vui ép buộc mình phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Thời điểm này bản mệnh cảm thấy việc kiếm tiền là cần thiết, còn tìm kiếm một nửa yêu thương cho mình là chưa cần. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tình hình sức khỏe của người tuổi dân vốn có thể duy trì ở mức ổn định, nhưng việc có nguyệt lệnh lâm tử tác động khiến cho thể trạng xa xúc rất bất ngờ. Áp lực công việc và thời tiết nắng nóng có thể khiến cho bạn khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, quẩy quải, làm việc thiếu tập trung. Bạn mệnh trở để mình rơi vào tình trạng căng thẳng quá lâu. Nếu có thì nên sớm tìm cách giải tỏa áp lực. Lời khuyên dành cho con giáp này là nên thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống ngủ nghỉ sao cho hợp lý người có sức khỏe kém càng cần phải lưu tâm trong việc chăm sóc bản thân mình. Cẩm nang vững vận cho từng tuổi dân vào tháng 6 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi canh dân Sinh năm 1950 Mệnh mộc, năm sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết, công việc trở nên trì trệ lúc nào cũng có cảm giác thiểu thời gian để hoàn thành quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tuất tiểu nhân tuổi thân tuổi tỵ màu sắc may mắn màu nâu màu xanh lá cây hai tuổi nhâm dần sinh năm 1962 mệnh kim năm sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết dễ mắc phải những sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc hành động bốc đồng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi hợi tuổi tỵ màu sắc may mắn màu trắng màu đen 3. Tuổi Giáp Dân, sinh năm 1974, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Việc kiểm tiền có phần bê trẻ chi tiêu vượt khỏi tầm kiểm soát khiến cho tài lộc khó tụ. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi hài tuổi thân, màu sắc may mắn, màu xanh rêu, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Bính Dân, sinh năm 1986, mệnh hỏa, Nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Chuyện tình cảm đứng trước nhiều thách thức, đa sầu đa cảm nhiều hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi tuất tuổi thân, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh da trời. Năm tuổi mậu dân sinh năm 1998 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết thể trạng sa sút rất bất ngờ cần sớm giải tỏa áp lực nếu có Nguyên nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh lam.